Mình chào tất cả các anh chị đang xem video nha. Hôm nay mình sẽ nói về cái loại kiếm tiên vũ. Đây là một loại kiếm tiên vũ. Thì kiếm tiên vũ của mình nằm ở cái vùng miền núi, cái vùng bán địa sơn, như có thể đem về trồng thuần được. Thì kiếm tiên vũ là loại hoa có thân bản lá to, dài và hoa rất là sai hoa. Thì mình đi cắt một cái vòi hoa kiếm tiên vũ cho bạn xem. Đây là một ngọng hoa của kiếm tiên vũ. Mấy anh chị có thể thấy không? Thì nhà cũng trồng nhiều lắm nhưng mà không có đem đi được nhiều hết. Thì ngọng hoa này dài phải 50 cm và rất là nhiều hoa, xiên hoa. Thì nó sẽ mọc theo các giả hạnh củ tép này nó ra và rất là dài và rất là đẹp. Thì để nói về cái loại kiếm tiên vũ này á, mình đang có một cái chậu là hoa đang gọi là bị có chút vấn đề về hấu bối. Thì khi mà nó ra tiếp con á, thì cây bên đây là tiếp con giả hạnh đúng của nó nè. Bên đây là đang đi phát triển nè. Thì phát triển rất là tốt và rất là đẹp. Thì bên đây á, lại kích thích ra được một cái ngồng. Và rồi lại tiếp tục nảy được một cây con. Và cái giả hạnh này nó hơi đột biến về lá. Lá của nó phải gọi là đột biến. Mà nó ra được một cái hoa thì có hoa có ba cánh thôi. Có ba cánh hoa. Cái khuôn hoa thì của kiếm tiên vũ thì có thân màu vàng nè. Lưỡi viền A3 thì cũng rất là đẹp. Thì có ba cánh và cái hình hoa trái tim thì rất là đẹp. Nhưng mà để nói về cách chăm sóc kiếm tiên vũ như thế này á, thì mình có ở đây mình sẽ nói về cách chăm sóc là mình dùng phân tan chậm và một số phân dê. Phân dê là phân hữu cơ. Đây là những viên phân dê này mình bỏ ở đây, rồi mình dùng phân tan chậm. Để nói chăm sóc về kiếm tiên vũ thì phân tan chậm ở đây mình xài cái loại của Việt Nam sản xuất. Loại này có một công ty Risan ở dưới Trà Vinh sản xuất. Loại này cũng là loại mới. Ở trên thị trường có nhiều loại phân tan chậm. Ví dụ như phân của Đài Loan, phân của Nhật. Cũng có một số loại phân hữu cơ và một số loại phân tan chậm của Việt Nam sản xuất. Nhưng mà đối với cái loại mới này nè, thấy những anh em dùng tốt hơn. Bởi vì cái loại này nó sẽ không làm ảnh hưởng tới bộ rễ nóng và nhiều hơn các loại phân khác. Như cái loại phân tan chậm khác mà các bạn bỏ vườn mà tưới phun sương á, thì cái khả năng mà để gây nóng cho cái bộ rễ rất là cao, bởi vì thoát nước không có kịp, không có nhiều. Thì loại phân tan chậm này á, có tưới phun sương á, cái độ phân á nó cũng được bọc rất là tốt. Bởi vì ở đây nó có một công nghệ tráng, người ta kêu là tráng theo công nghệ nano á. Thì cái loại này cũng bóng, ống đẹp hơn những loại phân tan chậm khác. Và như ở đây mình cho các bạn xem. Đây là cái hũ của nó. Thì phân bón thông minh nè, Design Flower 200 nè. Thì NPK của nó là 3188. Thì đây là phát triển nuôi cây con, kích mầm con ra nuôi cây con phát triển. Và có một số lượng phân để cây giúp thân phát triển và ra hoa. Rồi đây là khối lượng của nó là 150 g. Các thành phần của nó thì có N, B và K. Rồi một lần thì 5 đến 10 gram quanh một chậu, 150 g. Thì các bạn có thể bỏ được 15 chậu nếu bỏ nhiều, chậu to. Còn có thể bỏ được khoảng cỡ 30 chậu nhỏ. Thì đối với cái hũ này 35.000 một lọ. Thì có thể bỏ được 30 chậu phân tan chậm và duy trì trong 4 tháng. Thì rất là hiệu quả và rất là lợi về canh tác. Đối với vườn của mình á, mình trồng kiếm tiên vũ này rất là hiệu quả. Và mình chỉ cần xài hai loại thuốc. Một là chế phẩm Hùng Nguyễn. Chế phẩm Hùng Nguyễn này dùng để kích thích cây và có một số thuốc bảo vệ thực vật được trộn trong chế phẩm Hùng Nguyễn này rồi. Giúp trừ nấm, kháng khuẩn, kích rễ, NPK đều có hết.
Thì mình ở đây mình chỉ có xịt hai loại thôi, một là bỏ phân tan chậm, rồi phân hữu cơ là phân dê và chất phẩm hùn nhuyễn, thì vườn của mình tốt và cây cây cái tiến bộ phát triển đẹp, không có bị cái vấn đề về hư và vẫn ra hoa rất là đều, ra hoa từ tháng 3 cho tới tháng 11, hiện tại bây giờ vẫn còn rất hoa rất là nhiều. Thì mình cũng không cầm nhiều hoa cho các bạn xem hay là đi show hết tất cả cái vườn của mình được. Các bạn có thể đăng ký ủng hộ kênh để xem những video tiếp theo của mình nói về chăm sóc cây, hoặc là show vườn ở một góc khác, hoặc là khoe kiếm tiên vũ ở một góc khác thì cũng rất là đẹp. Thì mình chăm sóc kiếm tiên vũ này cũng có nhiều chậu, mình bỏ chậu này rồi mình treo cho chậu nè. Các bạn có thể xem một cái chậu của mình á, chăm ở vị trí thích hợp nè. Thì ở đây mình trồng bằng xơ dừa thôi, rồi bỏ phân tan chậm, mà bộ rễ của nó nè nó bung tu tủ nè, xịt thêm chế phẩm hùn nhuyễn nữa thôi, là bộ này thôi là nó ra rất là đẹp, rễ không thế nào mà diễn tả được bộ rễ luôn. Không phải là một chậu đem đi show đâu, có rất là nhiều chậu và rễ kiếm tiên rễ là rễ khí sinh này, rễ dưới của nó nè bắn ra ngoài chậu luôn và hưởng phân tan chậm, cây lên rất là mượt và rất là đẹp luôn nè. Đó không phải không, đây các bạn có thể thấy cái chậu này nè, rễ nè không còn gì để nói rễ luôn, không còn chỗ nào ra luôn, và cũng sử dụng phân tan chậm. Rồi để mình treo lên, thì các bạn mà có muốn biết thêm á thì cũng có thể liên hệ với mình qua số điện thoại trên trang bay của mình là 038 2978 261, hoặc là kết bạn Zalo để xem nhiều video hơn, nhiều hình ảnh hơn và nói chuyện nó rõ ràng hơn, và xem hình ảnh thì nó cũng hay hơn nữa. Chứ còn gọi điện thoại nhiều lúc mình không có thời gian để trả lời cho các bạn, thì cái tin nhắn đó hoặc là cái trả lời qua Zalo nó sẽ rất là nhanh. Zalo thì bây giờ rất là thông minh rồi, có rất là nhiều chạy sản phẩm ở trên đó. Thì bây giờ mình cũng có bán cái lượng phân này, thì hai hũ như thế này á là 70.000 cộng thêm 30.000 tiền ship cho các bạn, là ship code toàn quốc. Nếu mà các bạn mua á, các bạn để lại số điện thoại, địa chỉ rồi tên, rồi mình sẽ gọi điện thoại và chat các bạn đồng ý mua á, thì các bạn bình luận. Khi mua về cái hũ á, sẽ được đóng rất là cẩn thận, và một hũ như thế này là 35.000 thôi, và hai hũ là 75.000, 70.000 và cộng 30.000 tiền ship. Một lần ship đi là hai hũ như thế này. Đó. Còn các bạn chăm sóc á, thì có thể xịt thêm chế phẩm hùn nhuyễn hoặc là những cái thứ khác, thí dụ như là nấm hay nấm này nấm kia thì cũng được, tùy theo các bạn sử dụng. Mà đối với mình trồng kiếm á, thì mình cũng thấy sử dụng hùn nhuyễn và phân tan chậm, rồi bỏ thêm ít phân hữu cơ lên là cây phát triển rất là tốt. Đây mình có đem qua những chậu mà mình hay treo ở ở vườn luôn nè. Các bạn có thể thấy đình lá không? Xanh bóng mượt rất là đẹp nè. Đó. Rồi đây cũng có một chậu mà mình hay để treo chơi gốc luôn nè. Thì mình cũng bỏ phân tan chậm và cây cũng rất là đẹp. Thì ở đây có những bảng lá rất là to, kiếm tiên vũ mà lá rất là dài, 40 mấy cm, 50 cm, và bảng lá này hơi nhỏ, bảng lá này có 3 sen, thì có những bảng lá 4 sen nè, 3 sen rưỡi nè, à, như bảng lá to nè, càng lúc nó càng to ra nè, 4 sen nè, à, các bạn có thấy không, 4 sen mấy nè, rất là đẹp. Và chủ yếu á, là mình đăng clip á, về chăm sóc kiếm tiên vũ cho các bạn xem. Rồi nói về cách bón phân, sử dụng phân cho hợp lý hay là cái gì đó, thì các bạn có thể đăng ký và theo dõi kênh. Hoặc là nếu mua phân á, thì có thể để lại bình luận cho mình. Như mình có thể bỏ vô cái túi phân nè. Như một cái túi này là cỡ khoảng 10 gram. Một cái rọ như thế này. Bỏ đầy là khoảng 10 gram. Thì mình bỏ ít ít ra thì cũng được. Thì các bạn có thể bỏ lên và chăm sóc kiếm trên đây rất là để là và cây hấp thụ rất là tốt. Rồi
Còn đây là mặt hoa mà chăm sóc theo cách của mình thì nó ra hoa cũng rất là độc đáo. Rồi cảm ơn các bạn đã xem cái video của mình nha. Rồi cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh của mình. Và có nhiều khách cũ mà nếu inbox lại cho em thì sẽ có giá tốt cho các anh chị nha. Thí dụ giá tốt là một phân à, số lượng sỉ. Hoặc là những hũ lớn. Thì ở đây em có những hũ lớn. Như hũ này là 1,36 kg. 1,36 kg. Hũ này là trồng rất là lợi. Thì hũ này là 150 ngàn. Cộng 30 ngàn tiền ship cho em. Thì các anh thì thích lô này có đến 6 sản phẩm. Kích hoa, dưỡng thân, rồi cung cấp. Nhưng mà mình xài cái loại này mà cho kiếm niên vũ là tốt nhất. 3188 sẽ nuôi cây rất là mập mạp khỏe và đủ sức để ra hoa. Rồi các cây ra hoa rất là tốt. Đây là phân bón thông minh Flowmax của công ty cổ phần Resan Smart Filter ở tỉnh Trà Vinh đó, Việt Nam. Như các bạn có thể thấy thì loại phân này là loại phân mới và được rất là nhiều anh em ưa chuộng sử dụng mới đây. Thì mình sử dụng rồi thì tốt thì mình sẽ đăng bán lại cho các bạn. Rồi cảm ơn các bạn đã xem nha.